Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, vào ngày 4 tháng 2 tới đây, VFF cùng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức buổi mừng công và giao lưu với các cầu thủ U23 Việt Nam. Từ thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức vinh danh thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân vận động Thống Nhất vào ngày 4 tháng 2. Dự kiến, chương trình sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ. Tại đây, người hâm mộ thành phố sẽ có dịp gặp gỡ trực tiếp, giao lưu cùng các tuyển thủ đã tạo nên cơn sốt U23 trên cả nước trong thời gian vừa qua.